Chương 11. Thành quả của phục hưng. Mọi người kinh ngạc, bối rối hỏi nhau: việc này có nghĩa gì vậy? Có người lại chế giễu: họ say rượu đó. Công vụ, đoạn 2, câu 12-13. Trong các chương trước, chúng ta đã thảo luận về phục hưng, nghiên cứu những khúc kinh thánh mô tả rõ ràng thế nào là phục hưng, tìm biết những đặc tính chung của phục hưng, giải đáp các câu hỏi tại sao và khi nào Đức Chúa Trời ban phục hưng. Chúng ta đã nhấn mạnh rằng phục hưng là biến động phi thường của Đức Chúa Trời làm. Trước hết là để làm cho hội thánh hồi sinh, và sau đó để cho xã hội bên ngoài chú ý và có nhiều người trở lại tin nhận Chúa. Nói cách khác, phục hưng là việc Chúa làm để tăng cường cho hội thánh, gây dựng, làm vững mạnh tín hữu cho những người bên ngoài cũng hưởng được ơn phước tuôn tràn của Chúa. Bây giờ chúng ta đặt câu hỏi: phục hưng tạo ra những ảnh hưởng nào cho những người bên ngoài hội thánh? Chúng ta đã thấy câu trả lời trong sách Giô-suê là: hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh. Nhưng có phải tất cả mọi người đều có phản ứng tốt đẹp, tức là được thuyết phục để chấp nhận như vậy không? Hay là họ còn có thể có phản ứng nào khác không? Sách Công vụ đoạn 2 ghi rõ phản ứng của người chưa tin. Mọi người kinh ngạc, bối rối khi hỏi nhau: việc này có nghĩa gì đây? Có người lại chế giễu: họ say rượu đó. Chúng ta nhớ lại câu chuyện trong đoạn này. Các sứ đồ và môn đồ, tất cả là 120 người đang cầu nguyện trên phòng cao, thì Thánh Linh giáng xuống tràn trề trên họ, đem lại kết quả là ân tứ, nói các ngoại ngữ và một số hiện tượng khác. Tiếng đồn vang ra, nhiều người từ mọi nơi trong thành phố kéo đến. Họ quan sát, nghe ngóng, rồi hỏi: việc này có nghĩa gì đây? Có người kinh ngạc, người khác nghi ngờ, và cũng có những người chế giễu: họ say rượu đó. Đây là phản ứng của người bên ngoài khi thấy các môn đồ nói ngoại ngữ và thấy một số hiện tượng khác, là các kết quả của biến động phi thường, là Đức Chúa Trời đổ Thánh Linh xuống tràn trề vào ngày lễ ngũ tuần. Như vậy, chúng ta có thể căn cứ trên Công vụ đoạn 2 để nói rằng phục hưng thường tạo ra một số hiện tượng như nói ngoại ngữ, có vẻ say sưa, vân vân. Rồi những hiện tượng này thường gây ra cho những người bên ngoài có những phản ứng như kinh ngạc, nghi ngờ, chế giễu, vân vân. Chẳng những Công vụ đoạn 2 ghi lại cho chúng ta thấy các chi tiết này, mà còn nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh và lịch sử của các cuộc phục hưng đều có ghi chép lại các hiện tượng và phản ứng tương tự. Nhưng vì có một số người trong hội thánh, khi thấy các hiện tượng này xảy ra trong cuộc phục hưng, thì liền có phản ứng nghi ngờ, có khi đưa đến những lập trường sai lầm là hoàn toàn chống đối phục hưng, nên chúng ta cần phải mổ xẻ và nghiên cứu các hiện tượng này. Những hiện tượng xảy ra có thể chia thành ra nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước tiên là những hiện tượng thuộc lĩnh vực tình cảm. Hầu như không có cuộc phục hưng nào mà không có những yếu tố tình cảm hiện diện. Ngoài ra cũng có những hiện tượng khác như chữ hiện tượng dùng ở đây là chỉ về những gì xảy ra ở ngoài sự kiện nhiều người trong hội thánh được Thánh Linh thăm viếng, hồi sinh, ban cho quyền năng siêu nhiên, và nhiều người bên ngoài được Thánh Linh thuyết phục để tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu. Thứ hai, các hiện tượng có thể thay đổi, và có khi có phục hưng mà không có hiện tượng. Trong phần sau của chương này, chúng ta sẽ đề cập đến cách của người không tin dùng để giải thích các hiện tượng. Nhưng trước hết chúng ta cần phải ghi lại những hiện tượng có thật đã xảy ra trong các cuộc phục hưng trước đây. Chúng ta có thể lấy cuộc phục hưng năm 1859 để chứng minh hai điểm này. Cuộc phục hưng này đã xảy ra cùng một lúc ở Hoa Kỳ, Bắc Anh Ireland, xứ Wales, xứ Scotland và ở một vài quốc gia khác. Điều đáng cho chúng ta lưu ý là trong khi Thánh Linh được đổ xuống tràn trề và làm các công việc phi thường ở các nơi này, thì tại Hoa Kỳ, xứ Wales chỉ có một ít hiện tượng xuất hiện,
Ở xứ Tô Cách Lan hầu như không có hiện tượng nào cả. Riêng miền Bắc Anh Nhi Lan thì các hiện tượng lại rất là rõ rệt và rất mạnh mẽ. Do đó chúng ta có thể nói rằng các hiện tượng không phải là một yếu tố thiết yếu của Phục Hưng. Vì có thể có Phục Hưng mà không cần có hiện tượng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần ghi nhận là các hiện tượng thường xuất hiện mỗi khi có Phục Hưng là sự xuất hiện này có thể thay đổi nhiều từ vùng này đến vùng khác, từ quốc gia nọ đến quốc gia kia. Có thể phân chia các hiện tượng thành hai loại: loại thuộc cơ thể (physical phenomena) và thuộc loại tâm trí (mental phenomena). Trong loại thuộc cơ thể, chúng ta có thể kể những người đã ngã nhào xuống đất khi họ được quyền năng phi thường bắt phục về tội lỗi của họ. Những người này có thể té xỉu và ở trong tình trạng vô thức hay bất tỉnh trong một thời gian khá lâu. Trong cuộc phục hưng vào năm 1859 ở Bắc Anh Ireland, người ta đã gọi hiện tượng này là hiện tượng bị đánh ngã, vì nó giống hệt một cảnh một người bị đánh mạnh vào đầu rồi ngã bất tỉnh. Hiện tượng này đã được xảy ra nhiều lần trong các cuộc phục hưng ở các nơi khác nhau vào những thế kỷ khác nhau. Một hiện tượng khác trong loài thuộc cơ thể là hiện tượng xuất thần, trance. Những người xuất thần có thể đang ngồi trên ghế hay đang đứng dưới đất, hai mắt chăm chú nhìn ra xa như đang thấy một cái gì, nhưng người này ở trong tình trạng vô thức vì không nghe và không thấy những gì đang xảy ra quanh mình. Những người xuất thần nhìn bằng mắt thuộc linh và chắc chắn thấy cái gì đó mà người khác không thấy được. Còn có một số hiện tượng khác có thể sắp vào loại thuộc cơ thể, nhưng chúng ta chỉ cần nêu ra một hiện tượng bị đánh ngã và hiện tượng xuất thần là hai hiện tượng rất phổ thông và rất rõ rệt trong các cuộc phục hưng năm 1859 tại Bắc Anh Ireland. Loại hiện tượng thứ hai là thuộc loại tâm trí, và chúng ta sẽ nêu ra ba hiện tượng trong loại này là: thứ nhất, ân tứ nói giỏi; thứ hai, ân tứ tiên tri; thứ ba, ân tứ tri thức, như hiểu biết kinh thánh, phân biệt thật giả, thiết kế. Trong khi hội thánh được phục hưng, có người ít khi đứng lên cầu nguyện trong các giờ nhóm họp đông, hay có cầu nguyện cũng cầu nguyện cách ngập ngừng vấp váp, thình lình cầu nguyện với lời lẽ song suốt, ý tứ dồi dào. Có một người đã chứng kiến cuộc phục hưng ở Sewell vào năm 1904-1905 kể lại rằng mục sư của chi hội ông ta qua nhiều năm vẫn giảng lời Chúa cách sâu nhiệm, nhưng cách nói của mục sư lại hay vấp váp, ngập ngừng và thường bị cắt quãng vì những cơn ho. Nhưng trong một buổi nhóm của các người hầu việc Chúa thuộc hội trưởng lão, mục sư này được nghe một số bạn đồng lao tường thuật lại công việc Chúa đã làm trong các chi hội của họ qua cuộc phục hưng. Ông nghe rất chăm chỉ và trở về chi hội nhà. Đến ngày Chủ nhật, ông lên tòa giảng và hội chúng không thể nào tin được ông chính là người vẫn giảng cho họ trước đó. Tất cả những ngập ngừng lúng túng đều biến đâu mất cả, và mục sư từ đó giảng với sự tự do, uy quyền và năng lực của Chúa ban cho. Đây không phải là một trường hợp đơn độc, nhưng trong khi hội thánh được phục hưng, có nhiều người được ân tứ nói giỏi để cầu nguyện, để nói chuyện hay kể lại công việc Chúa. Ân tứ tiên tri cũng thường được Chúa ban. Từ ngữ tiên tri áp dụng đúng nghĩa đen là báo trước việc sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta phải thận trọng khi nghiên cứu ân tứ này, vì rất dễ cho chúng ta phạm vào tội dập tắt thánh linh khi cho mình có tri thức và hiểu biết. Chúng tôi xin trình bày sau đây sự thật, tức là những sự việc có thật, để chúng ta cùng thấy rằng hiện tượng nói tiên tri, nói trước những việc sẽ xảy ra trong tương lai là hiện tượng khá phổ thông và có nhiều hình thức khác nhau. Mục sư Martin Lloyd-Jones, tức là tác giả của tài liệu này, có quen biết với một người đã chứng kiến cuộc phục hưng năm 1904-1905 ở xứ Wales. Mục sư của người này được ban cho ân tứ tiên tri trong suốt cuộc phục hưng, không phải chỉ một hai lần, nhưng từ sáng này đến sáng khác, cứ đến 2:30 sáng là mục sư này được thánh thức dậy và được báo cho biết trước những gì sắp xảy ra trong hội thánh, và tất cả đều ứng nghiệm.
Một số người cũng nhận được ân tứ tri thức cũng như các ân tứ khác trong các hiện tượng xảy ra khi hội thánh được phục hưng. Ân tứ tri thức cũng không thể nào giải thích được. Ở Bắc Anh Ireland có người mù chữ và chưa đọc kinh thánh bao giờ cả, nhưng thình lình người này có thể trưng dẫn kinh thánh, nói đúng sách, đoạn, câu và nội dung khúc kinh thánh mặc dù vẫn mù chữ như trước. Có rất nhiều người nhận được ân tứ tri thức tương tự như trường hợp này, và cũng có rất nhiều người có ân tứ tri thức phân biệt thật, giả để hiểu biết và thiết kế. Tất cả những ân tứ này đều nằm trong loại hiện tượng thuộc trí óc, đã được ban cho nhiều người trong một thời gian rồi chấm dứt, nhưng cũng đủ bày tỏ quyền năng phi thường. Trên đây là những hiện tượng chính. Có những hiện tượng được sắp vào loại thuộc cơ thể, cũng có hiện tượng vào loại thuộc trí óc. Các hiện tượng này có thể xảy ra mà cũng có thể không xảy ra. Trong các cuộc phục hưng, chúng ta phải tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi này. Các hiện tượng này có nghĩa gì và làm cách nào chúng ta có thể giải thích được? Bây giờ, chúng ta trở về với bối cảnh của những sự việc đã xảy ra và được ghi chép lại trong sách Công vụ đoạn 2. Lời hứa của Đức Chúa Trời được thực hiện, Thánh Linh được đổ xuống tràn trề, đem lại những kết quả như chúng ta đã biết. Dân thành Jerusalem kéo đến và hỏi nhau, việc này có nghĩa là gì? Nhưng cũng có người đã nói, cần gì phải hỏi, rõ ràng là những người đã uống rượu và họ đang say sưa. Đây là thái độ của những người đời, hết thế kỷ này đến thế kỷ khác. Trong cuộc phục hưng năm 1859, cũng như mỗi khi hội thánh được Thánh Linh thăm viếng, người đời cũng giữ thái độ vô tín, chế giễu, nhạo báng, và họ tìm đủ mọi cách để giải thích phục hưng theo chiều hướng đó. Đây là điều chúng ta phải đặc biệt chú ý. Có một số người trong hội thánh vì không thích hay chống đối các hiện tượng đã xảy ra trong các cuộc phục hưng mà chối bỏ và lên án phục hưng cách toàn bộ. Khi chúng ta khuyến khích những người này cầu xin Chúa ban phục hưng, họ liền trả lời, chắc chắn là không, tôi không thích những thứ đó và không muốn có kinh nghiệm đó. Những người này vì không ý thức mà đã phạm vào những tội dập tắt Thánh Linh. Các phương pháp của người đời dùng để giải thích và xuyên tạc phục hưng có thể thay đổi phần hình thức để thích nghi với thời gian, nhưng trên căn bản vẫn không thay đổi. Vì căn bản đó vẫn là vô tín, chế giễu, nhạo báng. Chúng ta có thể kể đến bốn phương pháp chính mà người đời dùng để giải thích xuyên tạc phục hưng đó là: thứ nhất, gọi phục hưng là tẩy não. Thứ hai, gọi phục hưng là sự kích động, cuồng loạn tập thể. Thứ ba, gọi phục hưng là thuật điều khiển tâm trí. Và thứ tư, gọi phục hưng là công việc của Satan. Các nhà tâm lý hiện đại thích dùng từ ngữ tẩy não để giải thích phục hưng, cũng như để giải thích mọi thứ thuộc về lĩnh vực thuộc linh dựa trên khoa học tự nhiên. Họ đem phục hưng so sánh với kỹ thuật tẩy não mà một số quốc gia như Đức Quốc xã dưới thời Hitler đã sử dụng. Nhưng người này nói rằng, phục hưng là gì? Là dồn dập tấn công tâm trí thính giả, làm cho họ lần lần đến tiêu hao sức kháng cự. Thính giả có khi tụ tập đông đảo, có khi bị phân tán mỏng, nhưng đều thiếu ngủ, thiếu ăn. Có người đến nói nhỏ nhẹ, có người đến hét lớn với mục đích tấn công tới tấp và tiếp tục gia tăng áp lực trên tâm trí của thính giả, làm cho họ suy sụp hoàn toàn. Người nào đã đến tình trạng này thì sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi tư tưởng người khác đem truyền thụ cho mình. Người này trở thành một người cuồng tín và sẵn sàng đi ra tẩy não người khác. Chúng ta nghĩ thế nào về cách giải thích này? Xin đừng quên rằng, tẩy não là một kỹ thuật đã được nhiều quốc gia như Đức Quốc dưới thời Hitler đem ra áp dụng và họ đã thành công. Như có người vô tín đã vu khống phục hưng là tẩy não. Chúng ta phải đối phó cách nào? Trước hết, cần phải nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ đề cập đến phục hưng mà không đá động gì đến các chiến dịch truyền giảng. Lý do là trong các chiến dịch truyền giảng, một số kỹ thuật như kỹ thuật quảng cáo, kỹ thuật truyền thông đại chúng được áp dụng. Còn phục hưng thì không sử dụng kỹ thuật nào cả,
mà hoàn toàn do cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời. Lối xuyên tạc phục hưng bằng cách gọi phục hưng là tẩy não không thể nào giải thích được sự khởi đầu của phục hưng. Ví dụ như ở miền Bắc Anh Y Lan, phục hưng bắt đầu với một người. Ở Hoa Kỳ cũng vậy, bắt đầu chỉ có một người, không hề có ai tấn công tâm trí, không có ai áp dụng kỹ thuật nào cả. Chỉ có một người được Thánh Linh thuyết phục về tội lỗi để tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, rồi người này được thôi thúc để đi chia sẻ sự cứu rỗi với người khác. Không có đám đông, không có kỹ thuật đặc biệt nào cả. Bắt đầu chỉ có một người, rồi sau đó có thêm hai người nữa họp chung với người này để cầu nguyện. Ba người tiếp tục cầu nguyện từ tháng này qua tháng nọ, rồi lần lần Chúa đem những người khác đến, và cuộc phục hưng bùng cháy. Lập luận gọi phục hưng là tẩy não không thể nào giải thích tại sao phục hưng bắt đầu. Điều thứ hai mà lập luận này không thể giải thích được là phục hưng xảy ra ở nhiều quốc gia cùng một lúc với nhau. Phục hưng năm 1859 đã xảy ra ở nhiều quốc gia hai bên bờ Đại Tây Dương. Phục hưng vào giữa thế kỷ thứ 18, vào thời của Jonathan Edwards, cũng đã xảy ra ở Hoa Kỳ và ở Anh Quốc cùng một lúc với nhau. Các cuộc phục hưng đó không thể nào do tẩy não tạo ra, vì xảy ra đồng thời tại nhiều địa điểm cách xa nhau, không có liên lạc với nhau, và địa điểm này không biết có gì đã xảy ra ở địa điểm kia. Sự thật này làm cho các nhà tâm lý dùng lập luận tẩy não phải cứng miệng. Nhiều lần, có những người đã áp dụng những phương pháp để cố gắng tạo ra phục hưng, nhưng họ đã thất bại. Họ đọc bài tường thuật phục hưng rồi bắt chước hoàn toàn, như nhóm cầu nguyện thâu đêm, và không bỏ qua một chi tiết nào cả, nhưng vẫn không có phục hưng. Nói đúng ra là họ cũng đã thu lượm được ít kết quả lẻ tẻ, là có một số người tiếp nhận Chúa, nhưng đó vẫn chưa phải là phục hưng. Điều này cũng chứng minh rằng không thể nào giải thích phục hưng bằng cách dùng lập luận tẩy não, hay lập luận cho rằng phục hưng là kết quả của những phương pháp này, kỹ thuật khác. Lập luận tẩy não chỉ có thể giải thích cách gây ảnh hưởng trên tâm trí người khác, như tấn công tâm trí, làm suy giảm và tiêu tan sức kháng cự để truyền thụ tư tưởng và sai khiến quyết định của người khác, nhưng không thể nào giải thích được các hiện tượng thuộc về tâm trí, như ân tứ tiên tri. Ân tứ tri thức là những hiện tượng diệu kỳ thường xảy đến trên những người được phục hưng. Bây giờ chúng ta nghiên cứu cách thứ hai mà người vô tín dùng, đó là lập luận gọi phục hưng là sự kích thích cuồng loạn tập thể. Lập luận này nói rằng đây chỉ là sự việc xảy ra khi những người này bị kích thích mà thành cuồng loạn. Một người cuồng loạn rồi lây cho người thứ hai, người thứ ba cuồng loạn, rồi cả đám đông trở thành cuồng loạn. Lập luận này cũng không thể giải thích được sự khởi đầu của cuộc phục hưng. Cuộc phục hưng ở Bắc Anh Y Lan bắt đầu với một người như chúng ta đã biết. Người này không có hiện tượng gì gọi là cuồng loạn cả. Các cuộc phục hưng ở Hoa Kỳ và ở xứ Wales cũng bắt đầu như vậy mà không có một ai cuồng loạn cả. Tại sao các cuộc phục hưng này bắt đầu một cách thanh linh? Không thể giải thích được. Tại sao các cuộc phục hưng này lại lan tràn? Cũng không thể nào giải thích được. Để hiểu về sự kích thích cuồng loạn tập thể, chúng ta có thể chưng dẫn sau đây lời giải thích của bác sĩ Carson, một bác sĩ y khoa đã sống ở Bắc Anh Y Lan trong khi xứ này được phục hưng vào năm 1859. Bác sĩ đã chứng kiến tất cả các hiện tượng xảy ra trong cuộc phục hưng, đã cẩn thận ghi chép và phân tích kỹ rồi đưa ra 5 điểm sau đây. Thứ nhất, trong hầu hết các mọi trường hợp kích thích cuồng loạn, người bị cuồng loạn cảm thấy như có cái gì như cỏ banh trong cuống họng và cảm thấy như mình đang bị nghẹt thở. Đây là một tình trạng phổ thông và có thể nói rằng ai bị cuồng loạn cũng cảm thấy bị cái gì như quả banh chặn cuống họng. Nhưng trong cuộc phục hưng tại Bắc Anh Y Lan vào năm 1859, không ai có triệu chứng này cả. Thứ hai, một đặc điểm khác của người bị kích thích cuồng loạn là người này mắc chứng thay đổi từ khóc qua cười, từ cười qua khóc hết sức nhanh chóng, làm cho người nghe tưởng chừng họ khóc cười cùng một lúc, và họ không thể nào tự chủ được. Bác sĩ Carson không hề thấy có trường hợp này trong cuộc phục hưng. Thứ ba, người bị kích thích cuồng loạn có triệu chứng co giật chân tay, nhưng bác sĩ Carson không thấy có ai triệu chứng này cả.
Thứ tư, theo y học thì chứng kích thích cuồng loạn chỉ xảy ra trong giới phụ nữ. Nhưng trong cuộc phục hưng ở Bắc Anh, Ireland và một vài nơi khác, các hiện tượng thuộc về trí óc như ân tứ nói giỏi, ân tứ tiên tri, ân tứ tri thức lại xảy ra cho cả nam lẫn nữ một cách đồng đều. Thứ năm, không phải là tất cả các phụ nữ đều có thể mắc chứng kích thích cuồng loạn, mà chỉ có những người phụ nữ yếu đuối, bạc nhược mới bị mà thôi. Nhưng ở Bắc Anh, Ireland, các hiện tượng nói trên đã xảy ra cho cả già lẫn trẻ, cả mạnh lẫn yếu. Năm điểm mà bác sĩ Carson đã nêu ra trên đây cũng đủ để bác bỏ các lập luận cho phục hưng là kích thích cuồng loạn tập thể. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nói thêm rằng tư cách của những người chứng kiến, quan sát và tường thuật các cuộc phục hưng làm cho chúng ta phải tin phục hưng không thể nào là kích thích cuồng loạn được. Ta có thể kể tên những người như Jonathan Edwards, là một nhà trí thức sáng suốt, trầm tĩnh, một người như ông ta không thể nào bị sự cuồng loạn lừa dối được, vì chính ông ta xác nhận rằng ông tin các hiện tượng đã xảy ra trong cuộc phục hưng ở Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ thứ 18 đều do Đức Chúa Trời. Ngoài ông ra, chúng ta có thể kể tên một số người có tư cách và đáng tin cậy khác như Archibald Alexander và bác sĩ Carson, vân vân. Chúng ta cũng cần chú ý đến các hiệu quả còn lại. Cuồng loạn chẳng những không có ích lợi gì cả, mà còn làm cho con người suy yếu, bạc nhược và khi tỉnh lại, những người này phải hổ thẹn vì thái độ và hành động đã qua của họ. Ngược lại, người được thánh linh thăm viếng trong cuộc phục hưng luôn luôn nhận được những kết quả tốt đẹp, diệu kỳ. Và đây là lập luận thứ ba mà người vô tín thường dùng. Họ gọi phục hưng là thuật điều khiển tâm trí. Mặc dù các nhà tâm lý không tin phục hưng ít khi đề cập đến lập luận này, nó cũng đã gây ra một số ảnh hưởng tai hại. Các thuật thường được gọi là thần giao cách cảm, cũng gọi là sự cảm từ xa, thôi miên, truyền đạt tư tưởng, truyền đạt tâm trí, vân vân. Tất cả đều là những thuật dùng tâm trí để điều khiển hay sai khiến tâm trí của người khác. Có người có khả năng này như giáo sư Gilbert Murray bên Anh, là một nhà trí thức vô tín. Ông có thể đọc tư tưởng của một người đang ngồi trong phòng khác và cho biết người này đang suy nghĩ gì. Người ta gọi khả năng này là hiện tượng ngoại cảm, extrasensory phenomena. Đây là một hiện tượng có thật và chưa ai giải thích được. Nhưng khả năng này, cũng như tất cả các thuật điều khiển tâm trí người khác, đều không có thể nào giải thích phục hưng. Và không thể trả lời những câu hỏi như tại sao phục hưng lại bắt đầu với những người không hề có khả năng này và bắt đầu cách hoàn toàn bất ngờ? Tại sao các hiện tượng siêu nhiên lại xảy ra cho nhiều người, cho cả ngàn vạn người cùng một lúc, chứ không phải chỉ cho một vài người có khả năng đặc biệt như giáo sư Gilbert Murray? Tại sao phục hưng lại xảy ra thình lình và tất cả các kết quả của cuộc phục hưng lại lâu bền, cứ tồn tại nhiều năm sau khi phục hưng chấm dứt? Lập luận thứ tư mà những người chống đối phục hưng là gọi phục hưng là công việc của quỷ Satan. Khi phục hưng bùng cháy ở Bắc Anh, Ireland vào năm 1859, Thiên Chúa Giáo La Mã và giáo phái Unitarians đã dùng ngay lập luận này. Họ tuyên bố phục hưng là công việc của quỷ Satan. Nhưng lập luận này không thể nào đứng vững được. Tại sao Satan lại thình lình tạo ra phục hưng làm gì vậy? Nếu Satan đã làm việc đó, thì mục đích của Satan là gì? Hội thánh lúc đó đang khô khan cằn cỗi, lại gặp một cơn hạn hán thuộc linh và phục hưng thình lình bộc phát. Không lẽ Satan làm như vậy để cho hội thánh quay lại với Đức Chúa Trời, hết lòng kính sợ và tôn vinh Đức Chúa Giêsu hay sao? Khi nghĩ đến kết quả của phục hưng, khi thấy hàng ngàn, hàng vạn người tín đồ nguội lạnh trở thành tín đồ nhiệt thành, người chưa tin trở thành cơ đốc nhân vững vàng trong Chúa, không ai có thể chấp nhận lập luận này được. Bao nhiêu nhà thờ không đủ chỗ ngồi, nên nhiều nhà thờ mới, to lớn hơn
được dựng lên. Bao nhiêu người, cả nam lẫn nữ, đều quyết định dâng mình phục vụ Chúa. Phúc âm lan tràn như nước vỡ bờ. Satan lại đi làm một việc đã đem lại những kết quả làm vinh hiển danh Đức Chúa như vậy sao? Chúng ta hãy chú ý đến câu chuyện và lời Chúa Giêsu đã phán trong Phúc âm Luca đoạn 11 từ câu 14 đến 18. Chúa Giêsu đuổi quỷ khỏi một người câm. Người này liền nói được. Dân chúng kinh ngạc vô cùng. Nhưng có người bảo, ông ấy nhờ quyền của quỷ vương để đuổi quỷ. Những người khác muốn gài bẫy Chúa, nên xin Ngài làm một dấu lạ trên trời. Biết ý tưởng của họ, Chúa giảng giải, một nước chia rẽ sẽ bị tiêu diệt, một gia đình phân ly phải tan nát. Nếu nước của Satan bị chia rẽ, là nó tự tiêu diệt. Lời Chúa phán trên đây là câu trả lời tối hậu, đánh tan lập luận gọi phục hưng là công việc của Satan. Nếu đó là công việc của Satan, thì Satan lại dạy khờ quá. Satan lại đi chia rẽ nước của mình, mở mang nước Chúa, đem bao nhiêu người về sự cứu rỗi hay sao? Chúng ta biết rằng Satan rất là khôn, và quỷ không bao giờ lại đi làm những cái việc đó. Trong Răng 1 đoạn 4 câu 2 câu 3 chép rằng, muốn biết điều họ giảng dạy có thật do Thánh Linh cảm ứng không? Chỉ cần xem nó có phù hợp với giáo lý. Chúa cứu thế Giêsu, con Thượng Đế, đã trở thành người mang thân thể phàm nhân hay không? Nếu có, thì đó là do Thượng Đế. Nếu không, lời giảng dạy của họ không do Thượng Đế, nhưng do Thần Linh của kẻ phản Chúa. Thần Linh hướng dẫn tội nhân ăn năn và xưng nhận Đức Chúa Giêsu là con của Thượng Đế đã trở thành người, thì không thể nào là thần linh của Satan được, mà phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trên đây là những lối giải thích xuyên tạc phục hưng, những lập luận giả dối của những người vô tín. Nhưng lời giải thích đúng là mấy câu kinh thánh trong Công vụ đoạn 2 câu 12 đến câu 16 cho chúng ta lời giải thích đúng đắn đó. Mọi người kinh ngạc bối rối hỏi nhau, việc này có nghĩa là gì đây? Có người chế giễu, họ say rượu đó. Nhưng Phi-e-rơ cùng 11 sứ đồ đứng lên giải thích, thưa đồng bào và tất cả mọi người đang ở tại thủ đô, xin lưu ý nghe chúng tôi trình bày. Những người này không say rượu như đồng bào lầm tưởng, vì bây giờ mới là 9 giờ sáng, nhưng việc này đã được nhà tiên tri Gioan báo trước. Trước hết, sứ đồ Phi-e-rơ nói về khía cạnh tiêu cực. Những người này không say rượu như đồng bào lầm tưởng, vì bây giờ mới là 9 giờ sáng. Sứ đồ Phi-e-rơ bác bỏ lập luận sai lầm của mấy người chế giễu và cho thấy họ vô lý. Không ai lại say rượu vào lúc ấy cả. Sau đó, ông mới đưa ra lời giải thích đúng đắn. Nhưng việc này đã được nhà tiên tri Gioan báo trước. Rồi ông trưng dẫn những lời ghi chép trong sách tiên tri Gioan. Lời Đức Chúa Giêsu phán trong Luca đoạn 11 câu 14 đến 18 và lời giảng của Phi-e-rơ trên đây đã giải đáp đủ cho những ai nghi ngờ phục hưng. Nhưng ngay trong hội thánh, ngay trong số những người tin rằng phục hưng là công việc quyền năng của Đức Chúa Trời, cũng có những ý kiến khác nhau khi đề cập đến các hiện tượng mà trên đây chúng ta gọi là hiện tượng thuộc về cơ thể và hiện tượng thuộc về trí óc như xuất thần, nói tiên tri, vân vân. Vào năm 1859, phục hưng ở Bắc Anh Ireland bắt đầu tại giáo khu Connor dưới quyền quản nhiệm của mục sư J.H. Moore. Nhưng mục sư này không thích các hiện tượng và cũng khuyến khích hội thánh mình đừng cầu xin tìm kiếm, nên không có hiện tượng nào đã xảy ra trong giáo khu của ông. Ngược lại, Jonathan Edwards đã bênh vực và nói rằng đa số các trường hợp hiện tượng xảy ra là do Thánh Linh làm. Wesley và Whitfield tuy không thích nhưng cũng không tỏ vẻ chống đối hay chấp thuận. Đây không phải là một vấn đề đơn giản, nên khi đề cập đến vấn đề này, chúng ta phải thận trọng và nhất là phải có thái độ tôn kính và sợ Chúa để khỏi nói ra những lời dại dột mà chúng ta sẽ phải hối hận. Và nhất là để khỏi phạm tội dập tắt Thánh Linh. Chúng ta phải áp dụng đường lối nào để nghiên cứu các hiện tượng này? Đường lối chúng ta dựa vào Kinh Thánh để học hỏi được những điều chúng ta cần biết. Trước hết, chúng ta đọc
Các chỗ nói về các đấng tiên tri để biết cách nào các vị này nhận được các sứ điệp của Chúa và cách nào họ truyền đạt các sứ điệp đó lại cho dân chúng. Kinh Thánh cho biết họ được linh cảm, tức là được Thánh Linh giáng trên họ, rồi họ ở vào trạng thái ngây ngất xuất thần. Chúng ta có thể đọc câu chuyện của Saul trong Samuel 1 đoạn 10 câu 10 đến câu 11. Ông được linh cảm, thần của Đức Chúa Trời cảm động và nói tiên tri, nên những người quen biết kinh ngạc hỏi: Saul cũng vào một số tiên tri ư? Sách Phi-e-rơ 2 đoạn 1 câu 20 đến 21 chép: Không có lời tiên tri nào trong Thánh Kinh do các tiên tri tự nghĩ ra, nhưng chính Chúa Thánh Linh cảm ứng họ nói ra lời của Thượng Đế. Đó là cách các tiên tri được linh cảm hay cảm ứng. Cho họ trạng thái xuất thần, chúng ta phải cẩn thận và đừng để tinh thần quá nặng lý trí làm cho chúng ta chối bỏ các tiên tri và hiện tượng nói tiên tri như được ghi chép trong Cựu Ước. Bây giờ chúng ta qua Tân Ước, nghiên cứu lại đoạn 2 của sách Công Vụ để thấy những gì đã xảy ra cho các sứ đồ và môn đồ. Có cái gì khác thường đã xảy ra làm cho những người hiếu kỳ chạy đến xem, tưởng là những người này đang say rượu và lên án, say sưa và điên cuồng. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ giải thích hiện tượng khác thường đó là: việc này đã được nhà tiên tri Gioan báo trước. Chúa dạy, trong những ngày cuối cùng ta sẽ đổ thần ta trên mọi người. Thần của Đức Chúa Trời đã được ban xuống nhưng chưa được đổ ra tràn trề, đổ ra một cách phi thường, đại quy mô. Ta sẽ đổ thần ta trên mọi người. Con trai và con gái họ sẽ nói tiên tri, thanh niên sẽ thấy khải tượng, phụ lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày ấy, ta sẽ đổ thần ta đầy dẫy trên các đầy tớ nam nữ của ta, họ sẽ truyền giảng lời ta. Joel đoạn 2 câu 28 đến 29. Việc này đã xảy ra cho các cô gái nghèo nàn ở Bắc Anh Ireland trong cuộc phục hưng. Các cô này sống trong cảnh nghèo nàn, túng thiếu, rốt nát, thất học. Thình lình họ bắt đầu nói tiên tri với những sự hiểu biết lạ lùng và các khẩu tài khác thường, đúng y như lời của nhà tiên tri Joel đã báo trước. Vào ngày lễ ngũ tuần, sứ đồ Phi-e-rơ trưng dẫn các câu trên để giải thích cho dân thành Jerusalem và để xác nhận đó là những việc xảy ra khi thần Đức Chúa Trời được đổ xuống, làm ứng nghiệm hoàn toàn các lời mà nhà tiên tri Joel đã báo trước. Công Vụ đoạn 10 câu 10 đến câu 12 cho thấy một lần khác Phi-e-rơ cũng ở vào tình trạng xuất thần khi đang ở trên sân thượng nhà của Simon, thợ thuộc gia ở Jaffa. Ông thích trời mở ra và một vật như tấm vải lớn buộc bốn góc hạ xuống. Công Vụ đoạn 22 câu 17 cũng ghi lại lời của Phao-lô thuật rằng: trở về Jerusalem một hôm đang cầu nguyện trong đền thờ, tôi xuất thần, nghe Chúa dạy, con hãy ra khỏi Jerusalem ngay lập tức. Công Vụ đoạn 16 câu 6 đến câu 10 cho biết Phao-lô được Thánh Linh phán trực tiếp và không cho phép ông giảng đạo ở Tiểu Á và xứ Bithyni trong lúc đó. Rồi cho ông thấy một khải tượng một người Macedoan đứng trước mặt van nài ông cứu giúp. Không phải chỉ các sứ đồ mới có hiện tượng này, nhưng có chấp sự Ê-tiên, Công Vụ đoạn 7 câu 55, Philip, Công Vụ đoạn 8 29 đã có khải tượng hay được nghe Thánh Linh phán trực tiếp. Nhiều môn đồ cũng có hiện tượng như Anania thấy khải tượng và được thưa chuyện trực tiếp với Chúa, Công Vụ đoạn 9 câu 10 đến câu 16. Agabus được Thánh Linh báo trước về việc Phao-lô bị bắt ở Jerusalem, Công Vụ đoạn 21 câu 10 đến câu 11. Bốn con gái của chấp sự Philip được ân tứ nói tiên tri, Công Vụ đoạn 21 câu 9. Khi Thánh Linh giáng trên ai, người đó có thể có hiện tượng xuất thần, thấy khải tượng, nghe Chúa phán dạy trực tiếp, được các ân tứ thuộc linh như nói tiên tri. Nghiên cứu các sách Côrintô 1 từ đoạn 12 đến đoạn 14, chúng ta thấy hội thánh có đủ các hiện tượng và Phao-lô phải hướng dẫn.
chỉ bảo hạn chế họ và dạy. Mọi việc phải thực hiện cách thích hợp và trong vòng trật tự. Đó là các bằng chứng, đó là lời dạy của Kinh Thánh. Để kết luận, chúng ta cần nhắc một yếu tố quan trọng mà các khúc Kinh Thánh trên đây cho thấy và cũng đã được chứng minh trong các cuộc phục hưng là Đức Chúa Trời đã dùng các hiện tượng bất thường để kêu gọi người ta chú ý đến Ngài và công việc của Ngài, cũng như để mở mang vương quốc của Chúa. Một yếu tố nữa là khi Thánh Linh tác động trên ai, toàn thể người này, tức là cả tâm thần, linh hồn và thân thể đều chịu ảnh hưởng. Các tác nhân kích thích thông thường cũng có tác dụng đó. Ở các sân vận động, khán giả la hét, nhảy lên để ủng hộ đội nhà. Nhiều khi họ bị kích thích trở nên cuồng loạn, không kiểm soát được những hành động họ làm. Người xem kịch hay cine có khi cũng bị kích thích đến cực độ. Khi thì cười oang oang, khi thì khóc ấm ức. Chúng ta đã biết, cái gì có ảnh hưởng đến tâm trí cũng có thể có ảnh hưởng đến thân thể. Và cái gì ảnh hưởng đến thân thể cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trí. Cùng một Thánh Linh đã cảm ứng cho sứ đồ Phi-e-rơ, sứ đồ Phao-lô, sứ đồ Giăng, vân vân, viết Kinh Thánh. Nhưng khi chỉ đọc một vài ba câu trong sách mà các vị này đã ghi chép, chúng ta có thể nhận biết đó là văn của Phao-lô hay của Phi-e-rơ, của Giăng. Cùng một Thánh Linh nhưng có nhiều cách bày tỏ, biểu lộ khác nhau. Khi Thánh Linh giáng xuống và tác động trong các cuộc phục hưng cũng như vậy. Có nhiều cách bày tỏ khác nhau, có nhiều phản ứng khác nhau. Khi thấy các hiện tượng trong các cuộc phục hưng, chúng ta có thể biết là lúc đó có một tác nhân kích thích đang tác động mạnh mẽ trên tâm thần, linh hồn và lan qua cả thể xác nữa. Nhưng chúng ta cũng cần nhắc nhở là các hiện tượng đó không phải là một yếu tố thiết yếu của phục hưng. Chúng ta không cần tìm, không cần khuyến khích. Và khi chính mình có hiện tượng cũng không nên hãnh diện khoe khoang. Chúng ta có thể gọi các hiện tượng là các biến động phụ không thiết yếu, có thể xảy ra đồng thời với các việc khác của Thánh Linh để khuyến phục người ta phải tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu. Nhiều khi các hiện tượng này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn rồi chấm dứt, trong khi đó cuộc phục hưng vẫn tiếp diễn. Cũng đừng quên rằng có thể có một vài trường hợp hiện tượng xảy ra do cơ thể suy nhược, rồi có người bị chứng kích thích cuồng loạn, và cũng có một số hiện tượng giả do quỷ Satan gây ra. Bất cứ khi nào Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng tối thượng của Ngài, Satan cũng liền tìm cơ hội để xuyên tạc cơ công việc của Thánh Linh. Satan tìm cách tạo ra những hiện tượng giả, xúi dục khuyến khích thái độ cực đoan và thành công với một số người. Vì vậy, Kinh Thánh nhiều lần kêu gọi chúng ta phải thử các thần linh để khỏi bị hướng dẫn sai lầm. Chúa cho chúng ta những cách thử, bổn phận của chúng ta là phải đem ra áp dụng. Nói tóm lại, các hiện tượng không phải là tối cần thiết, không phải là yếu tố không có, không được. Chúng ta tin rằng các hiện tượng lúc đầu bắt nguồn từ Đức Thánh Linh, nhưng vì bản chất yếu đuối của con người, chúng ta dễ bị lẫn lộn với sự quá độ của cơ thể, của tâm trí và có khi có bàn tay của Satan. Nhưng chúng ta đừng dại dột đến nỗi chối bỏ hoàn toàn công việc toàn năng của Đức Thánh Linh trong các cuộc phục hưng chỉ vì một số hiện tượng sai lầm. Nếu làm như vậy, chúng ta chối bỏ luôn cả Kinh Thánh Tân Ước, vì Tân Ước dạy rằng khi Thánh Linh tác động, các năng lực của tối tăm liền tìm cách gây rối. Tân Ước cũng dạy chúng ta phải ý thức rằng khi có thật thì cũng có giả. Chúng ta phải thử nghiệm mọi điều và giữ lấy điều tốt, đồng thời phải tránh xa mọi hình thức gian ác. Tê-sa-lô-ni-ca 1 đoạn 5 câu 21 đến câu 22. Các hiện tượng có thể xảy ra khi có phục hưng, và theo lời của sứ đồ Phi-e-rơ đã giải thích trong công vụ đoạn 2, các hiện tượng trước hết là hiệu quả của việc Đức Chúa Trời đổ Thánh Linh xuống tràn trề. Nhưng chúng ta không tìm kiếm các hiện tượng hay kinh nghiệm kỳ lạ, mà chỉ tìm kiếm và cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ vinh quang và quyền năng tối thượng của Ngài. Khi vinh quang và quyền năng của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách phi thường, các hiện tượng kỳ lạ khác thường
có thể xảy ra. Lúc đó, Chúa sẽ cho chúng ta sáng suốt để ý thức rõ rệt là Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, và chúng ta sẽ sẵn sàng nhận định, ngăn chặn cái gì là giả mạo, dối trá. Ai cố gắng tạo ra các hiện tượng thì người đó là công cụ của Satan và tự đặt mình vào vị trí của người đã dùng xảo thuật để điều khiển tâm trí. Chúng ta đừng bao giờ tập trung vào các hiện tượng, nhưng phải giao cho Đức Chúa Trời, cho quyền tể trị tuyệt đối của Chúa, để Chúa toàn quyền quyết định cho hay không cho các hiện tượng. Khi có thái độ đó, chúng ta có thể phân biệt công việc của Thánh Linh với công việc của người quá khích. Công việc của các quyền lực vô hình là Satan và các quỷ sứ. Vì vậy, chúng ta phải thận trọng để tránh được tội dập tắt Thánh Linh. Phải tập trung nhãn quan để chăm chăm ngắm nhìn vinh quang của Đức Chúa Trời và trông chờ Ngài đổ tràn trề Thánh Linh trên chúng ta.